Brooklyn Beckham chiều lòng Nicola Bell làm những điều bản thân không thích, yêu hay sợ vợ. Tuy không thực sự thoải mái với những gì mình làm, song Brooklyn Beckham cho biết vẫn sẽ làm nếu điều đó khiến bà xã Nicola Bell vui lòng. Mới đây, cặp vợ chồng mới cưới Brooklyn Beckham và Nicola Bell đã thực hiện một cuộc phỏng vấn để nói về lần xuất hiện chính thức đầu tiên của cặp đôi tại sự kiện thời trang đình đám Met Gala vừa diễn ra vào đầu tháng năm này. Brooklyn Beckham, cậu cả nhà Beck viết, thừa nhận rằng anh cảm thấy có phần do dự trước bộ phục trang mà vợ đã đặt hàng thực hiện với nhà mốt Valentino, nhà mốt đã từng may váy cưới cho bà xã Nicola Bell. Brooklyn cho rằng bộ suit trắng mà họ chuẩn bị cho anh có phần không phù hợp với phong cách thường thấy của cá nhân anh. Khi tôi nhìn thấy bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn cho tôi cảm thấy có chút ngần ngại, nhất là về chiếc áo sơ mi xuyên thấu. Nhưng khi tôi mặc vào thì thấy khá thoải mái, và đây hóa ra lại là một trong những bộ suit tuyệt vời nhất mà tôi từng mặc. Brooklyn chia sẻ thêm rằng, thực tế sẽ không có chuyện anh từ chối mặc bộ đồ mà vợ anh, nữ diễn viên Nicola Bell đã kỳ công lên ý tưởng chuẩn bị, với mong muốn cặp đôi có thể phối đồ ăn ý tại sự kiện. Brooklyn tâm sự rằng, anh luôn muốn làm những điều khiến Nicola cảm thấy vui lòng. Tôi luôn muốn làm sao để phù hợp nhất với cô ấy, đó là điều quan trọng đối với tôi. Sau sự kiện thảm đỏ, Brooklyn và Nicola dự tiệc sang đến sáng ngày hôm sau. Nicola thay đồ và mặc một bộ đầm xanh. Brooklyn vẫn mặc bộ suit nhưng cởi bỏ áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi may bằng vải trong suốt xuyên thấu. Người ta có thể nhìn thấy những hình xăm của chàng thanh niên 23 tuổi hiện ra bên dưới lớp vải. Met Gala là sự kiện quan trọng đầu tiên mà Brooklyn và Nicola tham gia kể từ sau khi trải qua hôn lễ hồi tháng 4 năm nay. Cặp đôi đã dự sự kiện thảm đỏ của Met Gala, rồi tiệc tùng tới 6 giờ sáng mới chuẩn bị về nhà. Bình thường họ thường đi ngủ từ 8 giờ tối, hai người thường cùng nhau xem TV vào buổi tối. Đó là hoạt động giải trí quen thuộc hàng ngày của cặp đôi trẻ tuổi. Khi tham dự sự kiện, Brooklyn và Nicola đã bật khóc khi nghe nữ ca sĩ Kacey Musgraves trình diễn ca khúc Can't Help Falling in Love. Đây cũng chính là ca khúc mà cặp đôi đã lựa chọn cho điệu nhảy đầu tiên của họ tại hôn lễ, điệu nhảy chung đầu tiên trong tư cách vợ chồng. Nicola chia sẻ trong cuộc phỏng vấn chung với Brooklyn rằng, Brooklyn và tôi cùng rơi nước mắt, ca khúc gợi nhắc tới một kỷ niệm đẹp vừa mới diễn ra trong cuộc sống của chúng tôi. Được biết, trước và sau khi đám cưới, Nicola vẫn luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên nhà chồng. Cụ thể, Victoria từng thể hiện rằng cô rất yêu mến Nicola và tin rằng chính Nicola đã giúp Brooklyn bình tĩnh lại, sống chậm lại trong chuyện tình cảm. Trước đó, vợ chồng nhà Beckham đã rất lo sợ rằng Brooklyn sẽ bị tác động tâm lý nặng nề khi bị đánh giá là gã trai trẻ, chỉ biết đến chuyện tình trường, hẹn hò bạc mạng và trải qua vô số cuộc tình chóng vánh hời hợt. Việc thấy Nicola có thể làm thay đổi con trai mình giúp Victoria cảm thấy an tâm. Hơn thế, Nicola là một mối quá đẹp dành cho Brooklyn, bởi cô chắc chắn không cần ở bên Brooklyn để dự hơi, để có danh tiếng thu hút sự chú ý hay vì vấn đề tiền bạc. Nicola là nàng công chúa hoàn hảo bởi cô vừa xinh đẹp vừa xuất thân gia thế, là con gái út của một doanh nhân tỷ phú đô la Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn, nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham đã hết lời khen ngợi Nicola. Chúng tôi không thể mong đợi Brooklyn gặp được một cô gái nào hoàn hảo hơn thế. Đôi trẻ rất hạnh phúc. Nicola là một cô gái tuyệt vời, ngọt ngào và nhân hậu. Cô gái này còn rất đáng yêu và ấm áp. Một trong những chuyện tốt lành đã đến với gia đình chúng tôi đó là việc Brooklyn tìm thấy người bạn đồng hành lý tưởng. Đó là cô gái mà con muốn dành cả cuộc đời để ở bên. Trong thời điểm hiện tại khi có quá nhiều điều không chắc chắn xảy ra trong cuộc sống và mọi thứ có vẻ u ám, chúng tôi đón nhận tin vui này và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, phấn khích.